Hello, xin chào các bạn, tất cả các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương đầu tiên của chương trình học lớp 11, chương điện ly. Chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chương điện ly này là bài số 1, sự điện ly. Trong bài sự điện ly này chúng ta cần làm rõ một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất là định nghĩa. Định nghĩa thì như trong sách khoa người ta sẽ yêu cầu chúng ta nêu định nghĩa là sự điện ly thì là gì, thì ta sẽ có sự điện ly là sự phân ly ra ion của một chất trong hai môi trường nhé, chú ý, hoặc là trong dung dịch hoặc là trong trạng thái nóng chảy. Thì khá nhiều bạn là nhớ phần trong dung dịch, nhưng mà cũng rất rất nhiều bạn là quên mất ở trong trạng thái nóng chảy. Trạng thái nóng chảy. Thế thì tại sao lại nảy sinh ra cái sự điện ly này? Tại vì là bắt đầu thì khi mà chúng ta sẽ có cái ví dụ như là dung dịch nước muối đấy, thì ta thấy là nó dẫn điện, có nghĩa là nó phân ly ra ion. Bởi vì quá trình dẫn điện là quá trình mà chuyển tải các hạt mang điện chạy thành hướng, đúng không? Thế thì trạng thái nóng chảy với anh NaCl nóng chảy cũng dẫn được điện nên để sự điện ly. Thế vậy những chất nào là những chất điện ly? Chỗ này quan trọng hơn. Những chất điện ly là những chất mà tan trong nước, hoặc là ở trạng thái nóng chảy, thì phân ly ra ion. Ion này có thể là cation và anion. Những chất nào là những chất điện ly? Những chất nào mà dung dịch của nó ở trạng thái nóng chảy nó dẫn được điện thì chất điện ly. Nhưng mà nói như vậy nó vẫn là mù mờ. Chúng ta quan tâm là nếu mà gặp vào những cái chất trong bài thi thì những chất nào là những chất điện ly, thì ta chú ý rằng những chất điện ly là những chất điện ly thường là các axit, các bazơ, các muối và nước. Đấy. Thế vậy khi em quan tâm này, các axit thì những chất nào là những chất axit? Đây là thầy đang dạy lại cho cả các bạn một câu. Như thế nào được gọi là các chất axit? Đấy, hơi bị khó khăn. Thế vậy ở đây là có này. Các axit của chúng ta, như chúng ta đã học đấy, nó cũng kể đầu tiên là HCl, H2SO4, HNO3, HF, H3PO4, vân vân. Ví dụ lớp 11 tôi học CH3, COOH, rất 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 nhiều các axit. Thế những anh nào những anh ba sơ dành cho bạn mật gốc? Như anh ba sơ là NaOH, KOH, CaOH 2 lần, BaOH 2 lần, vân vân. Cái phần xác định đâu là axit, đâu bazơ, đâu muối thì là buổi tới, cái bài video tiếp theo thì thầy sẽ nói kỹ cho chúng ta cách xác định. Còn lại ngày hôm nay cho những cái chất này, thầy cho các em những cái chất này là những cái chất căn bản mà các em cần nhớ, nó là axit hoặc nó là bazơ, để cho các bạn mất gốc thì có sự tự tin lại về một hoạt. Muối thì rất rất nhiều muối, ví dụ NaCl, ví dụ CaNO3 2 lần, ví dụ là BaCl2, vân vân, cực kỳ nhiều. Nước thì bạn nào cũng biết rồi. Đây là chất điện ly. Thế thì những chất nào những chất không điện ly? Những chất không điện ly là những chất không thuộc những chất trên. Ta có một số cái ví dụ của những chất không điện ly. Chất không điện ly. Chất không điện ly. Ví dụ như là gì? Đường glucose C6H12O6, đường saccharose C12H22O11, rượu C2H5OH. Có nghĩa những chất không điện ly là những chất không thuộc những chất trên. Đấy. Đây là phần 1 La Mã. Nha. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo.